Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Nếu các bạn đang gặp vấn đề về da và mắt thì đây là phương pháp hiệu quả nhất. Chỉ cần uống mỗi ngày một ly, sau một tuần giúp da trắng sáng và mắt nhìn rõ hơn. Với nhiều dưỡng chất chống oxy hóa, beta-carotene, các vitamin và khoáng chất, cà rốt được xem là một trong những siêu thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe. Trong cà rốt tươi có chứa nhiều vitamin A, beta-carotene, vitamin B6, vitamin C, canxi, sắt, magie, phosphor, kali, natri. Chúng ta cần 100 gram cà rốt. Tác dụng của cà rốt. Cà rốt cải thiện thị lực. Thành phần của cà rốt chứa vitamin A, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của mắt. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin A trong thời gian dài, tế bào thị giác trong võng mạc mắt có thể bị tổn thương và gây ra tình trạng mắt khô và rối loạn thị giác. Ngoài ra, thiếu hụt vitamin A cũng tăng nguy cơ mắc bệnh quáng gà, một bệnh lý mắt nghiêm trọng có thể gây mất khả năng nhìn. Thứ hai là ăn cà rốt làm giảm nguy cơ mắc ung thư. Trong cà rốt có chứa rất nhiều chất đã được nghiên cứu kỹ về tính chất chống ung thư. Trong bảng thành phần có chứa chất của beta-carotene và carotenoid khác. Những hoạt chất này có khả năng kích hoạt một số protein ức chế tế bào ung thư và đẩy khả năng miễn dịch. Các nghiên cứu đã đưa ra kết luận cà rốt góp phần vào quá trình chống lại bệnh bạch cầu. Cà rốt giúp đẹp chắc khỏe da. Trong cà rốt có chứa một lượng lớn carotene, một thành phần dinh dưỡng quan trọng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ thực phẩm giàu carotene có thể cải thiện tình trạng da và làm cho bạn trông trẻ trung hơn. Táo chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng hữu ích và chúng đặc biệt giàu chất xơ so với một số loại trái cây khác. Do sự pha trộn độc đáo của vitamin, khoáng chất, hợp chất và các dinh dưỡng, táo đã được chứng minh là giúp ích cho những việc như kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tốt cho sức khỏe của não và tim, và thậm chí sức khỏe của răng miệng. Táo có thể giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng. Ăn cả quả táo giúp giảm cảm giác thèm ăn. Điều này giúp kiểm soát cân nặng vì nếu bạn cảm thấy no, bạn sẽ có thể tiêu thụ ít calo hơn. Một lợi ích sức khỏe khác đã được khoa học chứng minh của việc ăn táo là có khả năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ăn táo hoặc lê có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Không chỉ vậy, thậm chí chỉ ăn một phần táo hoặc lê mỗi tuần cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Táo có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ. Táo chứa một loại sắc tố được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả khác nhau. Ngoài việc giúp táo có màu sắc tươi sáng, có thể giúp cho vô số lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn. Chúng ta xay nhuyễn cà rốt và táo. Táo đã được phát hiện là có tác dụng chống oxy hóa, có nghĩa là có thể giúp cơ thể bạn chống lại các tổn thương do oxy hóa gây ra khi bạn già đi. Thêm một cốc nước. Nếu duy trì được một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh,
bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Chúng ta xây thật nhuyễn. Theo tạp chí Food, điều này có thể giúp giải quyết các vấn đề viêm nhiễm tổng thể, nhưng đặc biệt có thể giúp chống lại bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Cùng với những lợi ích tăng cường trí não, các nghiên cứu còn cho thấy quercetin đã được sử dụng cho các đặc tính chống ung thư, chống viêm và kháng virus, đồng thời có khả năng giúp bảo vệ chống lại các vấn đề về tim mạch. Chúng ta lọc qua rây. Uống táo và cà rốt có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Thêm một vài quả táo vào chế độ ăn uống của bạn có thể giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh hơn đáng kể. Lọc qua rây. Những người có lượng cholesterol cao tiêu thụ 2 quả táo mỗi ngày sẽ giảm được lượng cholesterol xấu, đồng thời giảm sự giãn nở của mạch máu. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, có thể hạ huyết áp. Nếu bạn mong muốn đưa huyết áp của mình về mức khỏe hơn mạnh hơn, thỉnh thoảng ăn một quả táo có thể là cách để làm điều đó. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí cho thấy thực phẩm giàu flavonol bao gồm cả táo có thể giúp giảm huyết áp. Các bạn uống mỗi ngày một ly có thể đặc tính chống ung thư, chống viêm và kháng virus, có thể cải thiện vi khuẩn đường ruột, tiêu hóa khỏe mạnh và hệ thống miễn dịch khỏe mạnh bắt đầu từ cùng một nơi, đó là ruột của bạn. May mắn thay, ăn táo thường xuyên có thể giúp tăng cường vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Ăn táo mỗi ngày được biết đến như một trong những thành phần chính của hệ sinh vật và cần thiết cho sức khỏe và sự hài hòa tổng hợp cơ thể của đường ruột. Tuy nhiên, cần lưu ý việc ăn cà rốt nên được kiểm soát ở mức độ vừa phải. Khi bổ sung quá nhiều có thể xảy ra tác dụng phụ như khiến da bạn vàng hoặc cam do lượng caroten quá cao. Hãy khỏe mạnh. Cảm ơn đã xem.